vô nhà của chú Dũng nè. Anh nhìn bán ảnh hưởng nhiều anh gì? Ảnh hưởng xíu, giảm đi chút ha. Mà ăn thì nhu cầu mỗi ngày cũng ăn thôi. Nè, nè đem về nhiều. Dạ. À, còn đường Nguyễn Ánh Trân ngày nay thì không có đông lắm. À, mua về, mua về. À, một cái tái, một cái nạm. À đấy, một tiết đem về luôn. Rồi. Hồng gà không tiếp không? À tiết hồng gà luôn. Rồi. Rồi, khỏi luôn anh ơi. Dạ. Ông bà bán bà có biết chị nào tên là Mũi không? Rồi, khỏi luôn anh. Nó năm mấy tuổi. Không biết. Bà bán là bà ở đâu? À, vô à, ở dưới cầu Nguyễn Cử. Ở trọ đây sao à? À người ta bán người ta cho mình ở luôn. À vậy cũng đỡ ha. Dạ đúng. Ở đó ở đông không bà? 20 người. À cùng quê luôn. Dạ bán đỡ không bà? Bạn sáng chưa? À, dạ. À, chú bà bán ngoài bán đắt ha. Dạ dạ. Dạ dạ, cảm ơn bà. À, tuy nhiên thì mình thấy cũng không phải là ở đâu quán nào cũng đông, quán nào cũng đắt. Bây giờ người ta ăn uống cũng có sự lựa chọn rất là kỹ. Em xin chào buổi sáng cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. À, và Sài Gòn bây giờ là 8 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Trần Hưng Đạo, đi thẳng hướng camera là chúng ta sẽ đi về công trường Quách Thị Trang, đường Hàm Nghi, chợ Bến Thành. Và khu vực đó ngày nay thì có rất nhiều cái low cost cũng như đang làm một tuyến tàu metro đó ha. Và sáng hôm nay sáng chủ nhật thì theo như thường lệ thì cả nhà cùng đi ăn phở ăn sáng lòng vòng Sài Gòn, nhưng mà cái sự ảnh hưởng của Covid nên thành ra hôm nay em đi mua về ăn thôi. Và sẵn đây dẫn bà con cô bác chúng ta cùng đi một vòng Sài Gòn để xem những hàng quán ăn uống ở đây như thế nào ha, có gì thay đổi hay không, ảnh hưởng ra sao. Và bên cánh trái chúng ta đó là chung cư Trần Hưng Đạo, kế bên rạp Hưng Đạo ngày xưa nè, bây giờ là rạp Trần Hữu Trang mới được xây lên rất là đẹp ha. Và thẳng hướng này đó chính là con đường Nguyễn Cư Trinh đi về khu Mã Lạng, rồi Nguyễn Trãi, chợ Thái Bình. Và sau lưng chúng ta đó là con đường Trần Hưng Đạo đi về chợ Lớn. Và bên phải thì ngày xưa có một cái con cây xăng với lại một cái hẻm để thông ra đường Cô Bắc. Nhưng mà ngày nay thì là một cái cao ốc Trần Đạo rồi đó, 255 Trần Hưng Đạo. Cái cao ốc này xây cũng rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có người thuê ha, để không rất là lâu năm rồi đó, xây cũng rất là hoành tráng mà không hiểu vì sao rất ít cơ quan, rất ít công ty ở đây. Và đằng kia thì có một cái chung cư cũng rất là xưa nè. Chung cư đối diện hẻm Nguyễn Văn Dụng. Và kế bên hẻm thì có hẻm. Ở kế bên chung cư thì có cái hẻm, nhưng mà ngày nay thì cái hẻm đó bít rồi. Còn một lối đi nhỏ xíu thôi, khoảng chừng nửa mét để người ta đi nội bộ thôi.
Rồi chúng ta sẽ chạy một vòng ha. Hôm nay thì Nị thì ăn hủ tiếu cô Giang, còn bạn đồng nhỏ thì ăn phở, phở ở Cầu Kho. Hai người hết hai chỗ rồi. Em chắc ăn phở luôn quá. Ở vòng Sài Gòn thì cũng nhiêu đó, cơm, hủ tiếu, phở. Chủ yếu cho ưu tiên cho bạn đồng nhỏ. Em thì ăn gì cũng được. Thì Sài Gòn bữa nay cũng có rất nhiều cái sự thay đổi, rất nhiều cái sự ảnh hưởng. Gần đây thì có những cái chung cư Hòa Bình ở quận 10, ở đường Lý Thường Kiệt, thì cũng đang trong giai đoạn phong tỏa để cách ly. Bọn ta quẹo qua đường Đệ Thám nha. Quên nữa, lúc nãy phải chạy qua tới tí nữa thì sẽ thấy hình ảnh của lò bánh mì Vạn Kim. Mà quên quẹo phải luôn à. Chắc mình gửi anh chị hình ảnh đó sau ha. Mình đi thẳng cái đường Đệ Thám này là mình sẽ đi ra chợ Cô Giang đó. Nhưng mà ngày nay thì chợ không còn. Đây là giao lộ Cô Bắc và Đệ Thám. Thật ra video clip này cũng là một công đôi ba chuyện, sẵn đi vòng vòng để xem người dân ở đây buôn bán thế nào, rồi biết đâu may mắn lại gặp chị Sang, vợ con của ô chị như chị Thúy. Theo thông tin được biết thì chị đang bán vé số, nhưng mà như các anh chị thấy ở Sài Gòn thì rất nhiều người bán vé số. Để tìm được một người đúng với khuôn mặt thì ta có thời gian. Ta quẹo qua để Cô Giang nha, đi qua để 103 để vô hủ tiếu của anh Diệp, hủ tiếu Nhi, hủ tiếu Gà. Anh về làm em cái hủ tiếu gà, hủ tiếu gà, hủ tiếu dai đem về. Dạ. Cô em lấy da gà đi anh nhìn. Đây anh bán rất là lâu năm. Lấy da đi, lấy lòng đi anh nhìn. Với cục viết luôn ha. Dạ. Anh nhìn bán ảnh hưởng nhiều anh gì?
Ngưỡng xíu, giảm đi chút ha. Mà ăn thì nhu cầu mỗi ngày cũng ăn thôi. Nè, nè đem về nhiều. Dạ. Ai đâu kêu 4 tô rồi, nó mặn luôn. Khoảng cái hẻm này là chúng ta sẽ đi vô nhà của chú Dũng nè. Hẻm này là hẻm cùng à, cũng hy vọng là đại dịch này sớm đi qua để người dân trở nên tự do thoải mái hơn ha. Rồi em tạm ngưng chút xíu nha. Rồi, chút xíu nữa là đi đến quán phở rồi cái gì mình chia sẻ tiếp ha. Rồi. Rồi sau khi mua hủ tiếu xong chúng ta tiếp tục đi một vòng nữa ha, một vòng ở cầu kho để mua phở ở Huệ cho bạn đồng nhỏ. À, phía bên tay phải chúng ta đó là chung cư Cô Giang ngày xưa, hôm nay là cao ốc của Novaland, hiện nay xây dựng cũng được 10 tầng một một lốc một tháp. Và hình ảnh của chợ Cô Giang ngày xưa và được thu gọn trong một cái những ngôi nhà nhỏ nhỏ thế này ở số 141 Cô Giang. Và cổ đình Linh Sơn ngày xưa, chùa Linh Sơn ngày xưa với hình ảnh của tượng Phật khóc, nhưng mà ngày nay thì không còn ha, người đã thay đổi hết rồi. Rồi thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đến đường Quỳnh Quang Tiên ngày xưa và cũng là Hồ Hào Hớn ngày nay. Bên cánh phải là nhà của chú anh chị nè, kế bên hẻm ông thầy 79. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái nè, quẹo trái để đi ra bến Trương Dương. Bến Trương Dương cũng là con đường Võ Văn Kiệt ngày nay. Thì ngay đây cũng có một quán phở cũng rất là đông, đó là phở phở Ngọc. Phở Ngọc. Thì nhìn chung thì các hàng quán ăn uống nổi tiếng thì hiện cũng không đến nỗi nào, chỉ giảm một phần bán một chút xíu. Nhưng mà theo anh Diệp chia sẻ thì đa phần tâm lý người ta mua về là nhiều, với lại bưng đi là nhiều. Mình quẹo phải hướng này là mình sẽ, nếu mình đi thẳng hoài luôn á là sẽ đi ra quốc lộ 1, đi về con đường Trung Lương Mỹ Tho, cao tốc Trung Lương Mỹ Tho đó. Ngay đây khu vực này là cầu kho đây nè, ngay giao lộ Bến Trương Dương với lại Trần Đình Xu, cũng là phát diệm ngày xưa đó. Ngay đây chợ nhỏ ngày xưa ở đây nè. Buổi sáng nhìn hình ảnh Sài Gòn mát mẻ, sạch sẽ, trong trẻo, cây xanh với những cây dãy hoa vàng, hoa chuông vàng ở giữa con đường, một hàng hoa nhìn thấy đẹp nha.
tại đây Nguyễn Cảnh Chân nè, chúng ta sẽ quẹo phải con đường Nguyễn Cảnh Chân ha, đi đến quán phở Huệ ở TK31 Nguyễn Cảnh Chân. Con đường Nguyễn Cảnh Chân ngày nay thì không có đông lắm. Để chúng ta tới xem quán phở ngày nay như thế nào ha. Bên phải thì có hẻm TK33. Mua về. Một cái tái, một cái nạm. Đấy, một tiết đem về luôn. Hồng gà không tiếp không? Tiết hồng gà luôn. Rồi. Giá tiền luôn á. Rồi, của anh là 92. Tiếc luôn chưa? Rồi, luôn tiếc về luôn. Rồi, tóc là trống luôn chơi. Vậy. Rồi, giờ trống luôn anh. 92 là 100. 400. Yeah. Quá là mấy phần nha? Cái tiếng của em thêm lòng trắng trứng đi anh. Thêm tiền luôn, nhiêu tiền luôn? Rồi. 5 ngàn. Thêm lòng trắng là thêm tiết mà. Dạ đúng rồi. Vậy. Mình nhìn thấy quán cũng không có đến nỗi nào ha, rất là vui, bà con vẫn buôn bán được. Được cái hẻm này mình đi vô chợ nhỏ luôn nè, hẻm TK31 và đây là TK32, nhà bán phở là TK32 hai căn. Lấy hai tờ đi. Rồi, phở luôn anh ơi. Dạ. Ông bà bán mà có biết chị nào tên là Mũi không? Rồi, phở luôn anh. Năm mấy tuổi? Không biết. Không? Bà bán là bà ở đâu? Quán ở Phú Yên, bà giờ vô ở quận nhất với cầu Nguyễn Văn Cử. Dưới ở dưới cầu Nguyễn Cử. Ở trọ đây sao à? Tại vì ở đây à, người ta bán người ta cho mình ở luôn. Vậy cũng đỡ ha. Cái gì già cái mà vô mua nhà tiền ta cũng muốn giữ ạ. Dạ đúng. Ở đó ở đông không bà? 20 người. À, cùng quê luôn. Ở trong mấy bữa rồi 30 người. Dạ bán đỡ không bà? Dạ. Bạn sáng chưa? Ở chúc bà bán ngoài bán đắt ha. Dạ, cảm ơn bà. Rồi, tạm ngưng chút xíu nha. Trong khi chờ đợi người ta làm. Đây mình nhìn thấy những ngôi nhà này. Bên kia là hẻm TK22.
Dạ có luôn. À, cảm ơn. Rồi có luôn rồi, xong luôn. Rồi chúng ta đi về thôi ha. À, một số hình ảnh ở dạo quanh Sài Gòn với những hàng quán. Tuy nhiên thì mình thấy cũng không phải là ở đâu quán nào cũng đông, quán nào cũng đắt. Bây giờ người ta ăn uống cũng có sự lựa chọn rất là kỹ. Chọn lựa quán ngon, quán nào uy tín, quán nào quen, chứ không có ăn uống bừa bãi, không có tự do như ngày xưa nữa, những tháng về trước nữa. Chúng ta quẹo vô cái hẻm này về ha. Hẻm này là hẻm TK28. Hẻm này cho nó mát. Với lại biết đâu trong những hình ảnh này cô chú anh chị và các bạn lại bắt gặp những người thân, người quen, và là những cái khu xóm mà ngày xưa anh chị và các bạn đã có thời gian gắn bó. Và video clip đến đây chắc xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Nhân đây em cũng xin chúc các anh chị và các bạn, cô chú, ông bà lúc nào cũng luôn vui khỏe và có gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và còn mong cho cái đại dịch này sớm đi qua để người dân trở nên trở lại cuộc sống tự do, thoải mái mua sắm, thoải mái đi lại. Bên cạnh đó thì để cô chú anh chị thoải mái đi đi về Sài Gòn, đi về thăm người thân, đi về xem lại những hình ảnh của ngày xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại.